Anh lấy xe gì mà lâu thế? Làm em chờ sốt cả ruột. Lan chờ ai vậy? Chờ anh chứ còn chờ ai nữa. Rõ thật. Chờ tôi? Lan có hẹn trước đâu. Xe của em bị hỏng nó có báo trước đâu. Anh vui lòng đèo em về nhà, có được không? Mình đi thôi anh. Đi hướng nào Lan? Tùy anh, đi hướng nào chả được. Lan đừng đùa nữa, tôi đang bận. Bận thì sao? Nói đi, nhà Lan ở phố nào để tôi đưa về? Anh không biết nhà em ở đâu thật à? Thế mà một nửa bọn con trai ở trường này biết đấy. Nhưng tôi lại không biết, nên phải hỏi. Anh thật không làm việc gì khác ngoài việc đưa em về nhà? Anh đi thẳng, ngã tư thì dễ phải. Thấy cái nhà nào to vật vã ở cuối phố ấy, thì cho em xuống. Em cảm thấy có nên bỏ tay ra không? Không. Em thích ôm anh như thế này cơ. Thôi đi em, đừng như thế. Cẩn trương lên, chúng mình chỉ còn một tiếng đồng hồ ở sàn nhảy rồi còn đi ăn tối đấy. Đi thôi, muộn rồi. Anh có biết nhảy nhót gì đâu mà hăng hái thế. Hương yên tâm, bà Bô cho đi học khiêu vũ rồi. Bà Bô bảo là sang Mỹ mà không biết nhảy thì người ta cười chết. Lại bà Bô, anh bớt nhắc đến bà ấy một chút có được không? Hôm nay em mệt lắm, đi ăn rồi về sớm. Anh chưa đến nhà hàng Lâm Thoa. Vâng ạ. Anh giả vờ khéo thật đấy anh Văn ạ. Tôi có giả vờ đâu. Anh cũng danh ma lắm, còn làm bộ nữa. Anh nói không biết nhà em mà sao dừng xe trúng phong? Thì Lan chả nói cái nhà to vật vã ở cuối phố đó sao? Vậy em muốn mời anh vào xem cái nhà to vật vã của em có được không? Tôi đang bận, Lan để cho khi khác. Hay mình ra cà phê một lát đi. Ở bên kia kìa, có nhà cổ điển hay lắm. Tôi đã nói là tôi bận. Thôi chào Lan nhé. Đã là cái thớ gì mà làm bộ quểm cục. Chào chào cô. À, ông dặn là cậu cứ ăn cơm trước đi. Ông còn bận họp trên bộ, đến tối mới về cơ. Thôi, cậu vào tắm rửa đi, để tôi hâm nóng thức ăn cho cậu. Cảm ơn cô. Cháu chờ thầy về ăn cũng được. Chờ ông về thì muộn lắm. Nhưng cháu chưa đói cô ạ. Dạ, em chào chị ạ. Chị kiểm tra việc gì để em báo cáo ạ? Có kiểm tra gì đâu, chỉ ghé thăm cô thôi. Đã đi khám chưa em? Dạ, em khỏe lắm. Có việc gì đâu mà phải đi khám hả chị? Với lại, chị không đuổi việc em là em cảm ơn chị suốt đời rồi. Mà em nói thật chuyện này, chị đừng cười em nhé.
Chuyện gì thế? Hồi nãy thấy chị vào, em cứ lạnh hết cả sống lưng. Vì sao? Vì em tưởng chị thay đổi quyết định, đuổi việc em thì em chết mất. Đừng cảm ơn chị. Lẽ ra em phải cảm ơn người khác mới đúng. Ai thì cũng ở trong tay chị. Thế nào hai mẹ con em cũng đến thăm chị. Chào anh. Không ngờ sáng kiến của anh lại thành công như vậy. Anh ngồi xuống đây, tôi kể cho mà nghe. Vâng. Ấy, cứ từ từ đã. Tôi còn vài chiêu còn siêu hơn cơ. Lại còn thế nữa. Đúng là bậc hiền tài. Tôi thấy báo mình ngả sang mùi lá cải. Có gì là thành công hả anh? Anh không làm quản lý, anh không biết. Tôi cho anh xem đây này. 1, 2, 3 thư cảm ơn. Sẽ có quà, tử tế. Còn 1, 2, 3 vân vân. Đây là công văn, yêu cầu mua báo bổ sung. Một công ty cần gì mà mua nhiều báo mình thế? Thì đây là thành quả sáng kiến của anh. Phải quy ra thóc mới có thành công chứ. Họ phân phát báo cho từng người là để quảng bá thơ cho giám đốc thôi. Rồi anh xem, cứ đăng thơ của tất cả các giám đốc trong ngành thì không chừng tia ra sẽ lên đến hàng vạn đấy chứ. Anh thấy khoản thù lao của anh được chưa? Về tiền thì được, nhưng tôi muốn... Lại còn muốn gì nữa? Có lẽ phải khuếch trương trang thơ lên nữa. Hoàn hô, thuyền lên, nước lên, có hiệu quả. Thì khoản thủ lao của anh cũng khá đấy. Cái đó thì tính sau. Nhưng tôi muốn xin anh một việc. Anh cứ nói. Anh có thể ký hợp đồng tạp vụ với một người phụ nữ được không? Tưởng gì, chứ hợp đồng tạm thời thì được. Nhưng hỏi thật nhá, có gì nhủng nhẳng không đấy? Anh nhầm. Đây là vợ của một chiến sĩ bị chất độc màu da cam, là mẹ của 3 đứa con và có bằng trung cấp sư phạm đấy. Anh đưa chị ấy lên gặp tôi sớm ngày nào hay ngày ấy. Tôi cũng đã từng là người làm thơ, dù rằng thơ tôi cũng chẳng đọng lại điều gì đáng kể. Anh thấy nên trả cho chị ấy bao nhiêu một tháng? Thì anh cứ trả theo chế độ. Chế độ thì dăm 300, sao đành. Thôi, anh cứ để cho tôi trao đổi trong cấp ủy, rồi tôi sẽ quyết. Cảm ơn anh.
Anh cũng không ngờ chuyện của cô Tươi lại có thể thuận lợi đến như thế. Có điều gì làm em phật ý không? Tất nhiên là em không có ý kiến gì. Nhưng liệu có được lâu dài không? Hay chỉ dăm bữa nửa tháng? Em thấy việc của cô Tươi, anh nhiệt tình hơn mức cần thiết. Còn việc của nhà mình thì anh... Ơ kìa, Tươi là bạn em và có liên quan đến hạnh phúc của vợ chồng mình. Anh nói gì em không hiểu. Em nhớ lại xem, 30 năm trước đây, chúng mình đã sống như thế nào? Lại cái bài ca 30 năm về trước. Em nói thật nhé, nếu em biết giờ đây cuộc sống như thế này, thì em lấy một ông chồng suốt ngày lẩn thẩn với thơ ca mà làm gì? Thế đấy. Nhưng dù anh biết, sau 30 năm, em sẽ trở thành một bà hiệu trưởng giàu có ở Hà Nội, thì anh vẫn không hề ân hận vì đã yêu em đến thế. Em xin lỗi. Thầm tâm em không nghĩ thế. Chẳng qua vì em thấy cô đơn quá thôi. Ở cái nhà này em như người xa lạ. Người ta làm hộ chiếu đi Mỹ cho cái Hương, mà cái cách nó nhìn em như là mẹ nó sắp đẩy nó xuống địa ngục không bằng. Lại còn anh nữa. Cái nhìn ấm áp của anh biến đi đâu, mà anh đối xử với em theo cái kiểu dịu dàng giả vờ như thế. Rồi thằng Long, thấy nó có bạn gái, em mừng biết bao. Vậy mà nó chỉ trò chuyện với anh. Em không phải với con cái ở chỗ nào. Con đưa Nhung và cháu bé đến. Ấy chết từ từ đã. Lúc này thì không được con ơi. Long đã về đấy à? Sao không đưa bạn gái của con đến? Con định đưa Nhung đến thăm mẹ, nhưng bố không đồng ý. Sao vậy? Con bé xinh đẹp như thế mà anh còn không ưng à? À, có gì đâu. Chẳng qua con mình nôn nóng, muốn tổ chức lễ cưới ngay. Nhưng anh khuyên nó từ từ để tìm hiểu cho kỹ. Tưởng chuyện gì? Chuyện này con nghĩ đúng đấy. Vợ đẹp thì phải cưới liền tay, chứ có phải như vợ chồng mình viết thư cho nhau ròng rã đến mấy năm trời. Con cứ đi đón bạn về ăn cơm, nói là đến dự sinh nhật của bố hay của mẹ gì cũng được. Tại sao con khăng khăng làm theo ý mình thế? Đằng nào thì cũng phải nói thật với mẹ. Nhưng không phải lúc này con ạ. Mẹ vui rồi thôi. Mẹ vui vì chuyện của con đấy. Nếu mẹ biết sự thật thì quả bom hẹn giờ như con nói sẽ nổ tung. Con hiểu chứ? Con hiểu. Trước sau gì thì điều khủng khiếp ấy cũng phải đến. Mẹ càng vui, chúng con càng như ngồi trên đống lửa. Bố hiểu cho con. Bố ạ, việc này chỉ có bố mới giúp được con thôi. Có việc gì hả con? Bố xem đây này, người ta in thiếp cưới mà chẳng hỏi con lấy một câu, cả mẹ nữa. Cơ sao mẹ lại tùy tiện như vậy được? Bố chẳng hiểu con phẫn nộ nỗi gì. Chẳng phải con cũng đồng tình với mẹ trong chuyện này sao? Nhưng con đã bảo việc này phải để cho con dàn xếp cơ mà. Em ghê thật đấy. Định chỉ cho mẹ hưởng suất chỉ trỏ thôi chứ gì. Yên tâm đi, mẹ chỉ muốn tốt cho em thôi, chứ không chấm mút gì vào hợp đồng thông gia với ông bà thứ trưởng đâu. Làm sao con lại khổ thế này hả bố?
Thế con định làm gì? Bố hãy nói với mẹ hủy lễ cưới đi. Hủy cả chuyện đi Mỹ cũng được. Con không thể lấy thằng Đần để làm chồng được. Dù bây giờ con không còn gì cả. Con mất hết rồi. Bố biết làm thế nào bây giờ? Bố tưởng mẹ con đã... Còn anh... Nhưng sau ngày ấy, em không muốn bố và anh hỗ trợ để chống lại sự áp đặt của mẹ. Nhưng mẹ có áp đặt cho em đâu. Em tự quyết định việc này đi chứ. Vì em mất quá nhiều. Anh Long ơi, em cứ tưởng có thể biến trái tim mình thành cục đá. Nhưng không, anh ấy đã có người khác mất rồi. Em là đứa con gái đốn mặt phải không anh? Anh Long ơi, em thèm được như anh, biết sống hết mình giữa thời buổi đen bạc này. Chuyện anh và chị Nhung, em đã biết hết cả rồi. Em thật sự quý mến chị ấy. Cảm ơn. Em thấy chị Nhung bế con tha thẩn ngoài đầu phố, sao anh không dám đưa chị ấy vào gặp mẹ? Anh mà cũng hèn thế à? Sao chuyện nọ lại xọ sang chuyện kia như vậy? Chuyện của con đã xong đâu mà sang chuyện của anh Long? Chuyện của con dứt khoát rồi. Bố không can thiệp thì con cũng tự quyết định cuộc đời mình. Kìa, Hương, làm thế sao được hả con? Chuyện trăm năm của con có quyền. Nhưng con và mẹ đã nhận lời với người ta rồi. Làm thế này thì còn ra thể thống gì nữa? Bố mà cũng tôn trọng cái vụ mua bán bẩn thỉu này à? Ai mua bán? Mẹ. Cả chính con nữa chứ. Trời ơi, thì cả chính con. Thế mà con cứ nghĩ bố là nhà thơ kia đấy. Sao bố không biết thương con gái mình hả bố? Em Hương nói đúng đấy bố ạ. Nếu em đã nhận ra sai lầm thì bố phải giúp em, dù có phải làm lại từ đầu. Thế còn mẹ thì sao? Con tin rằng trước sau mẹ cũng hiểu. Chúng con vẫn mang tâm hồn của bố và mẹ thời ấy. Đúng. Thà để mẹ sốc một lần còn hơn là cứ giấu giếm sự thật. Bố tha lỗi cho con. Con phải đưa Nhung và cháu bé đến gặp mẹ ngay bây giờ. Long. Ơ, con về đấy à? May quá. Thế là không hẹn mà thành buổi liên hoan của cả nhà. Nhưng sao chồng con không đến? Anh ấy không phải là chồng con và sẽ không bao giờ đến cái nhà này nữa đâu. Mày nói vớ vẩn gì thế? Cái gì thế này? Con tỉnh ra rồi mẹ. Tình cảm là thứ không thể mua bán được. Con thật xin lỗi mẹ. Thế này là thế nào? Anh đã xúi bẩy nó những gì? Anh cũng bất ngờ như em thôi. Mày có biết là không có đám cưới thì cũng không có chuyện đi Mỹ không? Con trả visa cho người ta rồi. Mày giết tao đi còn hơn. Làm như vậy thì tao biết ăn nói với người ta ra sao? Con mới trả cái. Con chào mẹ. Con đã về. Bạn gái con đâu?
Chúng con chào bố mẹ. Cháu chào hai bác ạ. Anh cũng biết rồi, phải không? Anh vẫn muốn các con tạm giấu em một thời gian. Nhưng suy cho cùng thì giấu để làm gì? Tuổi ơi, lại đây. Chuyện con Hương và bạn gái thằng Long, tôi cũng biết trước tôi phải không? Em đừng nói thế. Cô Tươi làm sao biết được chuyện nhà mình? Vì ở nhà này em là người lạ, em phải biết sau cùng. Ai đây? Bác cho cháu hỏi thăm, có phải phòng bên cạnh có anh Văn? Cậu trả phòng rồi. Cháu chỉ muốn hỏi căn phòng ấy đã có ai thuê chưa? Cô định thuê à? Cháu muốn xem qua để giới thiệu cho anh bạn sinh viên nghèo ạ. Thế thì sang đây xem luôn. Vâng ạ. Sông xưa vẫn đợi thuyền ai, những trang thơ miền nhớ cho ta bao khát vọng, ước mơ xưa dùng gì yên bình. Em về rồi anh phải về nhà ngay. Có chuyện gì vậy anh? Mẹ anh mệt.
Hay anh đưa em về luôn thể nhé. Rất tiếc em không thể đến thăm mẹ anh lúc này. Mặc dù thâm tâm em rất quý mẹ anh. Thôi đi đi anh. Thủy ơi, Thủy uống thuốc đi. Cảm ơn Tươi. Tươi vất vả vì mình quá. Thủy đừng nói thế. Nhớ ngày ở bệnh viện Phong Thổ, Thủy vất vả vì mình bằng 10 chứ. Chỉ khác là bây giờ Thủy giàu có, còn mình thì nghèo. Nhưng những kỷ niệm về tình bạn của chúng mình thì vẫn... Cảm ơn Tươi. Nếu không có cậu ở đây thì chắc mình buồn lắm. Ở cái nhà này dường như ai cũng xa lánh mình. Hạnh phúc gì à Tươi? Mình thấy anh Huy và các cháu rất quý cậu. Còn mình ở quê, thôi thì chẳng sự cũng tại cái nghèo. Cậu đừng an ủi mình làm gì nữa. Bọn trẻ có coi mình ra gì đâu. Còn Hương nó hủy đám cưới, có khác gì tát vào mặt mình. Còn thằng Long, nó đòi lấy một đứa con gái chửa hoang, đã có con riêng, thì có khác gì bôi gió chát chấu vào mặt mẹ nó. Vậy mà anh ấy cũng đồng tình với bọn trẻ. Mình chẳng hiểu ra làm sao nữa. Anh Huy là người chí tình độ lượng. Thủy thật may mắn có được người chồng như thế. Trời ơi, có một ông chồng lần thần như thế mà cậu còn bảo may mắn cái nỗi gì. Thủy, hình như anh ấy về. Mời anh. Giới thiệu với em, đây là bác sĩ Hải ở bệnh viện Bạch Mai. Anh ấy là bạn của anh từ hồi chiến trường. Chào chị. Có gì xin ông bà cứ gọi ạ. Chị không có bệnh, nhưng nhịp tim của chị có lẽ là do cú sốc về tâm lý. Có cần uống thuốc trợ tim không, thưa bác sĩ? Chưa cần. Cách trợ tim tốt nhất lúc này là phải luôn giữ cho tình cảm thăng bằng. Anh Hải nói đúng đấy. Hồi này em hay nóng giận, không có lợi cho sức khỏe. Những lời chẩn bệnh của bác sĩ là do anh xui chứ gì. Em chỉ bị cảm xoàng thôi, chứ chẳng có bệnh tim phổi gì hết. Nếu chị cho rằng bác sĩ có thể chẩn đoán bệnh theo ý người khác, thì xin lỗi chị, tôi về. Xin lỗi cậu, vợ mình đang bị sốc. Chúng mình là bạn, nên ông không phải bận tâm. Có điều tâm lý nội khoa là vấn đề thú vị của y học đấy ông ạ. Mình sẽ cho cậu mượn quyển sách, đọc thử cho vui. Thôi. Cảm ơn. Mẹ có đỡ không? Bác sĩ cho thuốc gì để con đi mua mẹ?
Sao con về sớm thế? Con dám bỏ trách nhiệm làm bố hờ để về thăm mẹ hay sao? Con trai mẹ hiếu thảo thế là cùng. Sao em lại nói với con như thế? Vậy thì nói sao? Để vừa lòng các người. Làm gì mà thập thò ở cửa thế? Vào đi. Tươi vào trong này với mình. Có việc gì thì để khi khác. Bây giờ em cần phải tĩnh dưỡng. Tĩnh dưỡng sao được với bao nhiêu điều uất ức ở trong lòng. Hôm nay em phải nói hết, họa may mới khỏi bệnh được. Thì mẹ cứ nói đi. Chắc là chuyện của con làm mẹ khó chịu nhất chứ gì. Lòng, bố dặn con thế nào rồi? Bố đừng ngăn con nữa. Đằng nào thì mẹ cũng bị sốc. Sớm hay muộn thì có khác gì nhau đâu. Mày nghĩ thế à? Đã biết việc làm của mình sẽ gây sốc cho mẹ mà vẫn cứ làm. Con không thương mẹ hả Long? Con yêu mẹ vô cùng. Nhưng Nhung là hạnh phúc cả đời con. Mà hạnh phúc chỉ đến có một lần trong đời thôi mẹ. Trời ơi, nó còn dạy tôi về hạnh phúc. Cậu đang ốm đấy. Ai đời nó như thế mà còn lên mặt thuyết giảng về hạnh phúc. Mày còn trên mây trên gió đến bao giờ hả con? Nó mang cái gen của ai thế? Mẹ chỉ chết bố mà làm gì. Con vô cùng tự hào được là con trai của bố mẹ. Tình yêu của chúng con là bản sao mối tình của bố mẹ 30 năm về trước. Cái gì là bản sao? Cái gì là bản gốc? Có gì mà không hiểu hả mẹ? Anh Long cho rằng thế hệ của chúng con tầm thường và thực dụng, nên mơ ước có một tình yêu sâu sắc như tình yêu của bố mẹ. Có phải không anh Long? Em mới là đứa thực dụng. Tình yêu sâu nặng là cho chứ không phải vơ vào như em. Anh thương hại em. Con, đừng làm phiền lòng mẹ nữa. Thôi, chuyện của các con để lúc khác hãy nói. Em nên nghỉ đi. Không, em muốn chúng nó phải tỉnh ra trước khi quá muộn. Hai đứa nghe mẹ nói đây. Cái hồi bố mẹ lấy nhau, làm sao các con biết được bố mẹ hạnh phúc hay không hạnh phúc? Con biết chứ mẹ. Vì con đã đọc nhật ký của bố và những lá thư của mẹ. Thầm tâm con rất ngưỡng mộ tình yêu cao đẹp của bố mẹ. Cậu có nghe thấy nó nói gì không? Nó ngưỡng mộ cái thời bọn mình xung phong lên miền núi dạy học. Trường không ra trường, lớp không ra lớp. Cả năm trời không được xem phim, không được biết thế nào là một bữa ăn ngon. Có phải chỉ vì buồn quá mà cậu ta vào bẫy của thằng Sở Khanh hay không? Còn mình thì... Thủy, cậu nói nhảm rồi đấy. Chuyện mình sa ngã thì đúng là như vậy. Còn chuyện của Thủy và anh Huy thì cả ngành giáo dục Lai Châu ai cũng ca ngợi. Bao nhiêu cô gái ngày ấy thèm được như Thủy đấy. Họ ganh tị thấy mình được chuyển về Hà Nội thì... Thủy, cậu thay đổi nhiều quá. Mình thật không ngờ. Không phải thế đâu cô Tươi ạ. Con xin bố đừng hiểu lầm mẹ. Mẹ giận con thì mẹ nói thế thôi. Chứ mẹ chẳng có tâm địa gì đâu. Con hiểu mẹ mà. Thì ra bây giờ con lại hiểu mẹ hơn bố rồi đấy. Bố lẩn thẩn rồi chắc. Anh đừng đi. Hôm nay em phải nói hết, cho tan những uất ức bao lâu nay. Nào Tươi, cậu nói trước đi. Bạn bè sau 30 năm mới gặp lại, cậu thấy mình hạnh phúc hay cậu hạnh phúc? Tất nhiên là cậu hạnh phúc rồi. Còn mình thì nói làm gì? Vì sao? Vì vợ chồng cậu sống dư dật, nhà cao, cửa rộng.
Vậy thì cuộc sống dư dật, nhà cao cửa rộng ở đâu mà ra? Có phải đều do một tay tôi vun đắp mấy chục năm nay không? Thế mà các người đều chống lại tôi là tại làm sao? Vậy thì tôi tạo dựng cơ nghiệp này cho ai? Để làm gì? Nhưng nhà cửa và tiền bạc có mang lại hạnh phúc cho chúng con đâu hả mẹ? Được. Được lắm. Vậy thì từ nay, từ nay chúng mày đừng nhìn mặt mẹ nữa. Trời ơi, sao tôi lại khổ thế này? Điện thoại của mẹ. Có điện thoại ở trường gọi đến. Cậu không biết nói là mình đang mệt à? Ốm cũng không được yên, lúc nào cũng báo cáo. Alo, tôi Thủy hiệu trưởng nghe đây. Nói lên, tôi đang mệt đấy. Lại tiếp đoàn kiểm tra chứ gì? Cứ nói hai hiệu phó và chủ tịch công đoàn tiếp là được rồi. Tôi còn lạ gì mấy tay phòng giáo dục quận nữa. Cái gì? Thanh tra liên bộ đến trường mình làm gì? Có thư tố giác của phụ huynh vai vế à? Được, tôi sẽ đến trường ngay bây giờ. Mày đã thấy chơi với lửa là thế nào chưa? Mày báo hại cả nhà đấy rồi. Tươi ơi, lấy cho mình bộ quần áo, mình phải đến trường ngay. Alo, em chào bà chị, em Thủy đấy ạ. Chị ơi, tối nay người ta cúp máy rồi, có thèm nghe đâu. Còn cái thế này. Bình tĩnh đi em, mình có tội gì đâu mà sợ. Anh thì biết cái gì, thanh tra đã đến tận nơi, lại có những kẻ vai vế giật dây thì che chắn làm sao nổi. Thế nào là có tội với không có tội? Đã làm quản lý đến 10 năm thì ai mà chẳng có phốt. Con này, có định đến gặp bà thứ trưởng không? Theo bố, con nên làm gì bây giờ? Cậu hỏi ai? Xin lỗi, cháu đã gọi vào giờ này. Cô làm ơn cho cháu gặp Hương được không ạ? Cậu chờ cho một tí nhé. Dạ vâng ạ. Có người muốn gặp Hương đấy. Lại tay Tuấn chứ gì? Không phải đâu. Cậu này cao ráo, đẹp trai. Là ai thế hả cô? Cô không hỏi tên. Nhưng cậu này trông dễ mến lắm. Hương có xuống được không? Bảo anh ta về đi. Cô nói là cháu ngủ rồi. Thế à? Em nó đang ngủ. Khuya rồi tôi không tiện đánh thức. Anh có nhắn gì không? Xin lỗi đã làm phiền cô. Cháu về đây ạ. Cậu tên là gì? Để tôi nói lại với Hương. Cảm ơn cô. Không cần đâu ạ.
Văn này. Dạ. Con ngồi xuống đây đã. Vâng ạ. Bố sẽ gợi ý cho con về mệnh đề thuyết tương đối tĩnh trong cuốn cơ học lượng tử mà bố vừa biên soạn. Xin lỗi bố. Hôm nay con hơi mệt. Không sao. Bố chỉ nói những nét đại cương thôi. Con có thể tâm sự với bố như một người bạn lớn tuổi được không? Được ạ. Nhưng bố muốn hỏi chuyện gì ạ? Chuyện riêng tư. Có gì đâu mà bố phải quan tâm. Văn này. Con là con của bố. Nhưng bố không có cái chất phác thật thà như bố con ở quê đâu. Nhưng con không thể giấu được bố. Cả tháng nay con như người mất hồn. Bố biết. Nhưng bố vẫn chờ con nói chuyện. Nào, nói với bố, có chuyện gì? Con đang thất tình. Không ạ. Con không đến nỗi là kẻ thất tình đâu bố ạ. Nhưng có một sự thật là con không thể quên cô ấy. Đấy, điều con vừa nói là định nghĩa của sự thất tình đầy đủ nhất đấy. Minh Hương là một cô gái đẹp, rất đa cảm và có cá tính mạnh mẽ. Nhưng cô ấy lại có tính thực dụng một cách đáng sợ. Cô ấy thực dụng như thế nào? Thưa thầy, con thực sự cảm động sau khi biết được những tình cảm sâu nặng của thầy đối với ông bà nội và bố mẹ con. Chính vì lẽ đó, con đã coi thầy như một người cha. Nhưng cô ấy lại cho rằng được cha đỡ đầu là điều để tính đến hạnh phúc mai sau. Điều đó có là sức ép trong con không? Hoàn toàn không. Và cũng chính vì vậy, cô ta đã nhận lời lấy con trai một ông bà thứ trưởng nào đó. Bố hiểu. Vậy thì chẳng có lý do gì làm con phải suy nghĩ cả. Nhưng Hương đã từ bỏ. Thế thì cô ta là loại người con gái đứng núi này trông núi nọ. Hãy tin bố đi, nghe bố đây này. Loại người con gái ấy phải quên đi, hiểu chưa? Quên ngay đi. Không, Hương không phải là người như vậy. Cô ấy đã hủy bỏ lễ cưới và trả lại visa sang du học ở Mỹ cho người ta rồi. Thế thì bạn con là cô gái có tư cách đấy. Các con hãy tìm cách hàn gắn lại. Nhưng gương đã vỡ rồi. Nào, ăn đi con. Em xem này, anh mua được ối thứ cho tổ ấm của chúng mình đấy. Hôm nay em sao thế? Em chẳng sao cả. Có điều gì làm em không vui? Đúng là em không vui. Anh vô tâm quá. Anh không hiểu. Sao anh lại mua sắm những thứ này? Nhưng chúng mình đã nói với nhau rằng nếu mẹ phản đối thì sẽ ra ở riêng cơ mà. Nhưng lúc này mẹ đang... Mẹ anh đang gặp bao điều phiền muộn. Mà anh thản nhiên như vậy sao? Em không ngờ anh vô tâm. Anh ấy kỳ quá anh Long ạ. Em nói đúng.
Lịch sinh hoạt tuần sau có cuộc họp toàn thể giáo viên, không ai được vắng mặt đấy nhé. Cô anh có nghe tôi nói gì không? Em nghe rõ rồi ạ. Rõ là thế nào? Chị nhắc nhở tuần sau họp toàn thể giáo viên. Cô biết cô nghe tôi nói gì không? Cô là hiệu phó. Vậy cô đã truyền đạt nội dung cuộc họp tuần sau chưa? Thưa chị, chưa. Sao lại chưa? Cô là trợ lý của tôi mà cô làm việc như thế à? Em là hiệu phó chị này. Em xin báo để chị biết. Tuần sau, trường ta sẽ triệu tập hội nghị. Nhưng không phải là thứ hai đầu tuần, mà là thứ sáu cuối tuần. Nội dung cuộc họp do thanh tra liên bộ chủ trì. Sao tôi không biết chuyện này? Cô định vượt mặt tôi hả cô Bích? Chị không thể chủ trì cuộc họp, lại càng không nên đến. Vì đây là hội nghị phát hiện những sai sót của hiệu trưởng trong thời gian qua. Bị cảm phải không? Không, tôi nghỉ một lát sẽ khỏi thôi mà. Có việc gì chị để em gọi xe cấp cứu nhé. Để em đưa chị về. Tôi tự về được mà. Để chị về một mình em không yên tâm đâu. Em tốt với chị quá. Chị tốt với em. Em làm sao quên ơn được. À, em cho chị xem cái này nhá. Đây là thư của chồng em vừa gửi về. Anh ấy gửi lời cảm ơn chị vì chị đã chiều cố đến em. Sao anh ấy lại cảm ơn chị? Em viết thư kể cho anh ấy. Em bảo rằng nếu không có chị thì em cũng không biết xoay sở thế nào trong hoàn cảnh khó khăn. Em đọc cho chị nghe một đoạn nhé. Chị phải cảm ơn em mới đúng, Lành ạ. Kìa, chị. Em làm gì có diễm phúc ấy. Em đừng châm chọc anh nữa có được không? Đã 3 năm nay anh nghĩ về em. Anh nói gì lạ thế? Mới có 3 tháng chúng mình không gặp nhau thôi mà. Một ngày bằng 3 thu. Các cụ đã nói rồi. Em thử nhân lên xem. Anh thật bảo mồm. Không trách bọn con gái. Đứa nào cũng coi anh là thần tượng. Nếu vì dẻo mồm mà coi anh là thần tượng thì cô gái ấy cũng chỉ là hạng vứt đi. Con mà vứt đi khối ra đấy. Chúng mình phải ngồi với nhau lâu lâu, nhưng không phải ở đây. Thế ở đâu hả anh? Ở cái nơi mà lần đầu tiên em nói là em yêu anh. Hương còn nhớ không? Em nhớ. Quên sao được hả anh?
Ước gì thời gian như là một cuốn sách, chỉ lật ngược vài trang là có thể trở lại cảm xúc ban đầu. Thì ta đang trở lại cái ban đầu ấy đây. Không, không thể. Em về đây. Để em đi. Làm gì còn tình yêu giữa anh và em nữa. Em vẫn quyết liệt vậy à? Thả lỗi cho em. Vì em biết, nếu chúng mình trở lại, tình yêu không thể đẹp như buổi đầu. Vì sao? Vì tay em đã đập vỡ tấm gương đẹp ấy rồi. Có ai ghét được một tấm gương đã vỡ cho lành lại được đâu. Anh không nghĩ như em. Lúc này anh không nghĩ gì đâu. Nhưng rồi sau này anh sẽ phải ân hận. Tin em đi, chúng mình không có cách nào trở lại được đâu. Tại sao chúng mình lại đến đây hả anh? Vì anh muốn tìm lại những kỷ niệm buổi đầu. Chẳng để làm gì cả anh à? Không. Nếu còn nó thì chúng mình sẽ mãi mãi bên nhau. Nói thật với em đi, anh có khinh em không? Không. Nếu khinh em thì anh đến tìm em làm gì? Lúc đó hình như em chưa ngủ. Chưa, nhưng em sợ. Còn bây giờ thì anh nói đi. Nói với em một điều gì đó, để rồi chúng mình vĩnh viễn chia tay. Nếu để chia tay thì cần gì phải nói. Cầu chúc bình an và mọi sự tốt lành. Em cảm ơn anh. Thank you.
Bệnh nhân thật sao thế hả cô? Chúng là người nhà. Vâng vâng. Cần phải tiếp máu ngay. Cháu sẽ đi kiểm tra lượng máu dự trữ trong bệnh viện. Cô làm ơn xin phép với bác sĩ. Cho chúng tôi thử máu đi. Bố cho con thử đầu tiên đi. Chúng con còn trẻ mà. Chắc hẳn chúng con sẽ có cùng nhóm máu của mẹ. Anh Huy, cho em thử với. Thưa bác sĩ, người nhà bệnh nhân tình nguyện hiến máu ạ. Tốt, tốt quá. Cô cho thử máu ngay đi. Vâng ạ. Những ai tình nguyện cho máu xin mời theo tôi. Tất cả. Càng nhiều càng tốt ạ. Vâng. Rất may là chấn thương không nghiêm trọng, nhưng bị mất nhiều máu nên cần phải tiếp máu và tĩnh dưỡng. Chị yên tâm mà điều trị. Nhà cô tốt phúc đấy. Cảm ơn. Các vị cứ yên tâm, không có gì đáng ngại nữa đâu ạ. Tối nay chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân xuống phòng bệnh, có thể vào thăm. Còn bây giờ thì xin lỗi. Anh ơi. Ê. Anh cho em tí kem nghệ vào đây. À. Không khéo thành sẹo thì chết. Đúng là đại phúc. Chứ hôm đưa em vào cấp cứu, anh nghĩ khó mà. Nếu có điều gì xảy ra thì bố con anh khổ lắm. Bê hộ cô vào với. Vâng ạ. Liệu đã được chưa em? Lâu lâu không được nhìn thấy anh trong bộ cánh tử tế, lại thấy ưa mắt mới chết. Thì 30 năm nay anh đã có bộ cánh nào tử tế đâu. Đừng nhắc lại chuyện cũ nữa anh ạ. Anh vẫn chưa cho em biết điều em cần được biết. Anh đừng giấu em. Em biết mà. Nhóm máu của em. Chúng con mời bố mẹ. Thưa bố mẹ, chúng con xin phép được gọi cuộc vui hôm nay là kỷ niệm đám cưới bạc của bố mẹ, có được không ạ? Bố mẹ cảm ơn các con. Anh chị cảm ơn em, Tươi ạ. Đám cưới bạc của bố mẹ các con đã tổ chức năm ngoái, còn hôm nay thì mừng cho mẹ tai qua nạn khỏi. Nào các con, Tươi.
Các con à, giá như tất cả những gì vừa xảy ra với mẹ chỉ là một giấc mơ, phải chấp nhận sự thật đấy anh ạ. Bây giờ thì em cầu mong sự bình an. Bây giờ thì em tin anh và các con, cả người bạn thân thiết từ 30 năm trước của em, sẽ mang lại cho em sự bình an vô giá ấy. Có người mẹ nào lại không cầu mong con mình hạnh phúc? Những giọt máu của con đã cứu sống mẹ. Hạnh phúc của các con sẽ đem lại sự bình an cho phần đời còn lại của mẹ và của bố các con. Với người mang